cậu phải giúp tớ. Trông cậy vào cậu hết đấy. Cứ tin ở tớ đi Annie. Đứng lại đã nào quý cô. Em không có gì cả. Chris đang làm gì vậy? Không tin tưởng cái tên này được. Vào đi cưng. Chiến dịch xe điện thoại bắt đầu. Băng dính vào vị trí. Điện thoại sẵn sàng. Và xuất phát nào. Cẩn thận mấy cái chân. Từ từ, cẩn thận rẽ sang phải. Đích đến đã tới. Chuyến đi thành công tốt đẹp nhỉ. Ổn đó, bộ đồ ăn trông thật tránh xả. Bữa trưa quý tộc. Nè, tớ ngồi đây được không? Tùy làm gì thì làm. Mình mê khoai tây chiên quá. Ăn hoài không ngán. Dở hôi. Mình phải chụp ảnh để đăng lên Insta đã. Wow, hay đấy. Mình cũng nên chụp. Phải rồi, điện thoại cùi bắp thì làm gì được. Thôi ăn luôn chứ chụp chẹt gì cho mất thì giờ. Phải chụp góc này mới được. Khó thế không biết. Chẳng ăn thua gì. Cậu chụp giúp tớ được không? Tớ á? Được chứ, tớ chụp đẹp lắm. Để tớ cầm điện thoại của cậu. Tớ đang cố không để dính mỡ lên màn hình của cậu. Thôi rơi rồi. Đừng. Bắt được rồi. Ôi trời đất ơi, suýt thì toi. Ôi, cậu ấy còn chẳng tí. Hả? Có mạng nhện này. Mình nghĩ ra trò hay rồi. Mình sẽ cần điện thoại, bút 3D và bút lông bình thường. Mình sẽ dùng bút 3D tạo các vòng quanh bút lông. Rồi kéo các vòng ra. Tốt, lại cần tới bút 3D rồi. Mình sẽ vẽ một đường lên góc này. Vẽ thêm nữa nào, giống như mạng nhện đấy. Vừa làm vừa phải giữ thẳng các vòng nhé. Xuất sắc, thêm các đường để trang trí nào. Đây sẽ là mạng nhện cực xinh luôn. Xong, nhện tuyệt vời và mình cũng thế. Tô vào cả các cạnh nữa đi. Rắc thêm nhũ nè. Có thêm nhũ bao giờ cũng lung linh ảo diệu hơn. Xong rồi, các vòng giống như chiếc nhẫn. Giờ mình chẳng cần lo sẽ làm rơi điện thoại của cậu ấy nữa. Ảnh đẹp lắm đó. Giờ thì đưa tớ xin lại điện thoại đi. Cậu làm gì thế này? Hả? Cũng ra gì đấy. Cảm ơn nhé. Khéo tay ghê. Không có gì. Bữa trưa hóa ra cũng vui phết đó chứ. Hả? Tất cả thấy khiếp không kìa. Tóc rối tinh. Ôi chà. Em chào cô. Từ từ đã. Em có gì muốn nói với cô không? À ha, kia rồi nhỉ. Điện thoại bị cấm nhớ chứ. Vâng. Cảm ơn. Giờ thì chải tóc đi. Quá đáng thế. Nhưng mà tất nhiên rồi, em mượn xíu. Bạn muốn giấu điện thoại sao? Hãy dùng đất sét Play-Doh dán một quả bóng bên cạnh của lược. Cứ tiếp tục xung quanh viền. Mấu chốt là phải bọc kính rìa của điện thoại. Giờ thì trông nó giống lưng của lược. Tay cầm này xinh ghê. Mình vừa xinh vừa thông minh. Quá là ổn luôn. Không mượn nhé. Gương này sao mà nét căng. Sao cô không biết thế này nhỉ? Đây, trả em này. Thôi vào lớp đi cho kịp giờ. Ghi điểm. Chào xinh gái. Xem ta có gì nè. Trời đất, ở đâu ra vậy gái ơi? Mới sáng nay thôi. Màu tím xịn xò lắm đó.
Wow, ghen tị quá đi mất. Ước gì tớ cũng có điện thoại mới. Nhưng mà khoan, tớ không cần điện thoại mới vì đã có ốp xinh rồi. Nhiều ốp chứ, một cái tôi chưa đủ đâu. Rồi, cũng hay đấy. Chà, tớ vẫn còn một đống nữa cơ. Tớ thì cực kỳ mê cái màu mới này. Chà, xem các ốp đầy màu sắc của tớ đi. Cũng đứng đó, nhưng vẫn không đẹp bằng điện thoại tím của tớ. Gì hả? Chà, cậu đã không cho tớ lựa chọn. Cậu đang nói cái gì cơ? Đủ rồi, toàn bộ ốp của tớ đây. Wow, quá trời ốp xinh kìa. Đó, thấy chưa? Ốp hơi bị đẹp đấy. Wow, ấn tượng thật đó. Chà, giờ tớ lại thấy hơi chán cái điện thoại mới này rồi. Oh, tớ nghĩ ra cái này hay cực. Tớ sẽ lấy ống hút này và lại kín một đầu. Xong rồi nè, sản phẩm tiếp theo nào. Tớ sẽ dùng ống bơm nhỏ để bơm chất lỏng màu vào ống hút. Hoàn hảo, nhớ để lại một khoảng trống nhé. Giờ thì lại kín cả đầu này nữa. Triệu hồi ốp điện thoại trong suốt nào. Tớ sẽ dùng thỏi hồ khô này thoa đều. Tốt, rồi dính ống hút vào. Tớ làm thêm rất nhiều màu nè. Dán kín luôn cả ốp. Trông tuyệt chứ này. Xem ốp mới của tớ đi. Nó có bong bóng chuyển động đó. Wow, tớ chưa bao giờ thấy ốp xịn vậy đâu. Tớ và ốp sắc màu của tớ hẹn gặp lại cỡ sau nhé. Ôi trời, giờ mình lại ghen tị tiếp. Ôi không, họ lại kiểm tra điện thoại kìa. Phải mau nghĩ ra cách thôi. Làm sao vào trong đó được đây? Tên này chẳng giúp được gì cho coi. Trông này cứ như một thế giới khác ấy. Thế hả? Mình nghĩ ra rồi. Tới đâu hay tới đó vậy? Chris ơi, cậu gọi tớ à? Tớ mượn. Còn lâu. Đi mà đẹp trai. Cũng được, nhưng thôi tớ đi. Kinh quá nhưng đành vậy. Hãy thơm đôi môi mọng này đi. Đây, hôn đi. Mềm quá à. Tuyệt vời không mà trời. Bình cá là của cậu hết đấy. Hãy để trò chơi bắt đầu nào. Khỏi ăn chơi đi, đang giảm cân mà. Nhớ đóng túi thật kín vào nhé. Đá cuội sẽ che điện thoại đi. Đó. Và đến bước cuối cùng nè. Tuyệt. Em chào thầy. Ồ, cái xinh quá. Vào trong đi Annie. Đánh bắt nào bà con ơi. Làm phiền nhé anh bạn nhỏ. Khô ráo an toàn. Cách này hóa ra lại hay ghê. Từ từ đã bố ơi, con cần cái này. Ôi, con bé còn chẳng thấy nữa. Có quên gì không? Con xin. Đi thôi. Con chẳng tìm thấy ở đâu hết. Không, không có trong này. Sao? Chìa khóa ạ? Còn lại là mất à? Để xem nào. Không, bố tìm dưới này chưa? Con thử xem dưới sofa đi. Có gì không? Không ạ. Thôi nghĩ lại xem. Bố đâu cầm đâu nhở? Kinh quá. Bố chả biết tìm ở đâu nữa. Chờ chút. Giữ cho cẩn thận đấy cô nương. Goodbye. Đi học ngoan nha. Ôi, mình có mang chìa khóa không ta?
mình không thấy gì ở đây cả. Tủ đầu giường. Ôi trời. Bố ơi, cho con vào. Chuyện này có một bước ngoặt thú vị đấy. Bỏ tay chấm com. Chắc ở ngoài này mãi thôi. Chẳng có ai chịu vứt rác cả. Ấy vơ, con quên chìa khóa ạ. Lại nữa. Trời đất. Tất cả đồ của con đấy hả? Tự dưng bố có ý này nè. Bố có thể dùng một mảnh ghép hình để đảm bảo con không bao giờ mất chìa khóa nữa. Sau khi phủ kín mảnh ghép, hãy dán chữ cái đầu trong tên của con lên. Xong xuôi. Giờ con sẽ không quên nữa đâu. Của bé đây. Có chữ A này bố ơi. Con cảm ơn. Bố làm một cái giống kìa. Ghép vào nhau dễ thương xỉu luôn. Bố mình là số 1. Hiệu quả ghê. Một ngày mệt nhoài. Buồn ngủ giết hết cả mắt lại rồi. Phải nằm cho thoải mái đã. Xoay sang bên này xem sao. Sáng quá đi mất. Tôi muốn ngủ thôi mà. Đó, ổn hơn rồi. Sao cái gối này chẳng thoải mái gì cả. Bực mình thật đấy. Cứ như cả thế giới chống lại mình vậy. Thò một chân ra cho đỡ nóng vậy. Nhưng có quái vật dưới gầm giường thì sao? Tốt nhất giấu chân trong này. Trong đêm nay khó mà ngủ ngon được rồi. Và đương nhiên lại lạnh rồi. Hay là nằm tư thế này. Hay thế này. Cái giường đáng ghét. Đêm nay tồi tệ quá đi thôi. Sao thế? Sao con la hét vậy? Quả trứng. Tự nhiên nảy ra ý hay. Mình sẽ bắt đầu với ốp điện thoại và súng bắn keo. Vẽ một hình tròn ở ngay giữa ốp nè. Rồi dùng sơn móng tay màu trắng sơn lên. Tuyệt, giờ thì đợi nó khô thôi. Với bước tiếp theo mình cần bóng bay màu vàng. Cắt phần trên bỏ đi, rồi nhét một quả bóng slime vào bên trong. Thế này thôi, rồi đặt nó lên điện thoại. Lẻ nẻ hay ghê. Đó, giống như một quả trứng trên ốp điện thoại vậy. Cảm giác thư giãn thật đó. Wow, tự dưng thấy buồn ngủ quá. Trứng có nhiều công dụng bất ngờ thật đó. Lạnh dã man. Mình lại ngủ quên trên sofa à? Tông rối khiếp. Lấy lược trải vậy. Lẫn với một đống đồ linh tinh. Kinh quá. Toàn mạng nhện phủ lên rồi. Dùng tạm vậy. Méo mó còn hơn không. Lược này không còn trải tốt như ngày xưa nữa. Sao mà rối cục to thế này. Au. To tướng luôn. Thật điên rồ. Rối quá. Cố lên. Tao lúc nãy còn ở trên đầu tôi mà. Cái lược rởm này làm đứt hết tóc của mình. Thôi kệ đi. Dùng móng tay có khi còn ổn hơn. Hoặc không. Có gì khác dùng được không ta? Kê vét bột thì sao nhỉ? Tất nhiên rồi. Dùng bút 3D để tạo lông. Cũng hơi lơ một xíu, nhưng kết quả cũng bã công. Bạn có thể làm lông dài hay ngắn tùy ý nhé. Cứ tiếp tục cho đến khi bạn làm hết trên cây. Tỉa bớt đi nào. Cắt một nửa là ổn lắm đó. Xong, vậy là bạn có bàn chải lược cực xịn rồi. Tóc rối chẳng còn là vấn đề nữa. Tóc mình sẽ bóng mờ cho mà xem. Mà chẳng hề tốn chút công sức. Chẳng phải tóc mình trông tuyệt lắm sao? Sáng tạo thật tuyệt. Nhưng cũng mệt ghê.
Cả nhà ơi, mẹ đi đây, con ở nhà với bố ngoan nhé. Liệu mà trông con cho cẩn thận. Thôi vợ đi làm đi. Bye bye. Chán quá. Bố ơi, bố có muốn chơi với con không? Con phải làm gì với cuốn sách này chứ? Sách nặng cả tấn đấy bố. Trong này có gì cho mình nghịch không nhỉ? Wow, mẹ có quá trời váy. Mình thích nhất là cái váy này. Ôi trời, không biết đồ của người lớn có gì nhỉ? Ôi thần linh ơi, cứ như kho báu ấy. Không biết có đeo vừa không? Đẹp quá. Cuối cùng cũng xong việc. Ava, con đang nghịch cái gì thế hả? Bố có thích không? Đồ của mẹ đây. Mẹ dặn thế nào không được nghịch đồ. Thôi xong, mẹ biết thì nguy. Nhưng mình đã có cách rồi. Mình sẽ làm đồ trang sức riêng cho Ava và sẽ rất hợp với một công chúa. Hình vương miện này làm nhẫn sẽ rất xinh. Và mình sẽ làm các hình khác nữa. Một ngôi sao nhỏ và bạn có thể dùng nhiều màu khác nhau. Bé gái nào không thích hình trái tim cơ chứ? Trái tim thì chọn màu đỏ là quá hợp rồi. Sắp hoàn thành nè. Cưng hết sảy phải không? Đừng quên một chấm ở giữa nhé. Để gắn nhẫn vào ấy mà. Đó, thật nhiều nhẫn xinh nè. Tặng cho bé con cả đấy. Đẹp tuyệt phải không nào? Con cảm ơn bố. Cho bố đội mũ này. Con gái bố sáng tạo thật đấy. Không là bài kiểm tra không quá khó. Có chuyện gì thế nhỉ? Bọn đầu to kia. Tụi mình sẽ quẩy banh nơ. Có tiệc à? Bữa tiệc lớn nhất. Tuyệt của mèo. Tiệc đỉnh nhất quả đất. Có váy đẹp mặc rồi. Đi quẩy thôi. Nhưng bộ móng này, thế này thì đi đâu được? Làm móng thì quá đắt đỏ. Mình có thể trốn trong này bao lâu chứ? Muốn in 3D nè. Muốn có móng xinh sao? Trước tiên đặt giấy sáp xuống bàn đã. Xác định khuôn móng rồi thì vẽ viền ngoài của móng là xong. Bỏ giấy sang một bên. Và vẽ nốt hình móng tay. Sau đó tô bằng bút 3D, màu đỏ cực sáng ra. Trông đẹp phết rồi đó. Dùng một thanh như thế này để uốn cong cho khít móng thật của bạn. Và lột giấy ra khỏi móng. Và móng vừa như in luôn. Ta-da! Tuyệt vời ông mặt trời. Bút này tiện thật đấy. Ai cần đi làm móng đắt tiền khi bạn có thể tự làm chứ? Chà, móng cậu đẹp tuyệt đó. Cảm ơn cậu. Là mình tự tin hơn biết bao nhiêu. Chung cửa kìa, để tớ mở. Đang nhảy hăng mà. Nhìn này, là một kiện hàng. Ôi, Crocs tớ mới mua đấy. Trông đẹp quá, thích quá đi. Wow, ghen tị thế. Của tớ thì chán như con rán. Này, chắc tớ sửa được đó. Tớ vẽ một bông hoa nhỏ xinh. Và giờ là lúc dùng đến bút 3D thân thiết. Xong hai cánh hoa rồi, tô nó thôi. Tớ thích tô kiểu qua lại. Và thế là xong. Giờ tớ sẽ dùng màu vàng để tô vào giữa. Oh, dễ thương quá. Tiếp theo, một trái dâu tây. Tớ sẽ tô viền màu đen trước đã. Trông ổn đấy. Giờ thì đến phần cuống xanh. Và tất nhiên màu đỏ mọng cho quả. Chắc chắn sẽ dễ thương lắm. Và xong. Tiếp theo, ngôi sao.
Tớ còn chẳng cần vẽ trước với hình này, tớ sẽ tự vẽ đường viền trước. Màu vàng này sẽ khiến ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Xong rồi nè, giờ thì lấy dép của bạn ra, tớ sẽ đặt ngôi sao ngay đây. Đặt hết các hình kia luôn. Chà, tuyệt vời ông mặt trời, phải đi thử mới được. Ôi trời ơi, không thể nào cứng hơn được nữa. Cậu làm giỏi lắm Kate ơi. Chà, đây, cho cậu một hình. Ồ, cảm ơn nha. Muốn xem thứ gì đó siêu ngầu không? Xem tớ còn làm gì này. Truyền vào phía trên để khiến đôi dép trông như mới. Tớ đã dùng bút 3D để tôi viền dép. Đẹp quá. Ồ phải, nhảy tiếp thôi. Chúng mình có thể khoe dép mới luôn. Này Ava, hôm nay cậu lộng lẫy quá. Là thật sao? Không. Là đây biết sao? Đừng, tóc mình, đáng lẽ nó phải trông quyến rũ chứ. À, tóc dài phiền quá. Ổn hơn rồi. Cậu ấy chẳng thèm để ý đến mình. Cứ đám đúa nhìn Ava kìa. Thật sao? Thử lại có sao? Ổn cả mà. Hả? Đồ của mình rơi hết qua lỗ này rồi. Ngày hôm nay may mắn quá cơ. David ơi. Khuyên tai của Annie đẹp quá nè. Nè. Tớ á? Xin lỗi. Cậu đi đâu vậy? À, cậu thực sự thích chúng sao? Khuyên tai độc lạ đó. Cứ nhắn tin cho tớ trên Insta nhé. À, em đã tưởng mình hay lắm sao? Nhưng khuyên tai của cậu ấy xinh thật. Tớ thích khuyên tai của cậu. Để tớ làm cho cậu nữa nha. Tôi viền hình lá với bút 3D nè. Tớ màu luôn nha. Trông giống cái lá thật nhỉ. Khi đã khô, đính nó vào một sợi dây xích. Rồi thêm một cái lá dưới này. Phối chung tùy thích nhé. Đem nè. Annie, cảm ơn. Trông cũng ra gì vào này nọ đấy. Sắp rửa xong đống bát đĩa này rồi. Ôi không, lại một cốc nữa. Xin hỏi mẹ cái này luôn. Dạ vâng, thêm một cái thôi. Không hiểu sao cái cốc thôi mà bẩn thế. Ôi chết, tay mình. Ôi không, có vỡ không? Wow, may vẫn còn nguyên không sức mẹ gì. Không, vỡ tay cầm rồi. Mẹ thích nhất cái cốc này, mình toi rồi. Khoan, có lẽ mình sửa được. Còn chẳng cần keo vì mình đã có bút 3D. Chỉ cần phủ lên phần gãy, cùng màu nên sẽ khó mà thấy được. Và giờ mình sẽ phủ xuống tận bên dưới tay cầm. Dọc cái cạnh ấy, nhưng không cần nhiều quá đâu. Đó, xong một bên, sang bên kia nữa. Bên này cũng làm tương tự nha. Gần xong với bên này rồi. Đẹp rồi nè. À mà nhớ phủ cả phần trên và dưới nữa nha. Tay cầm là phần quan trọng nhất của cái cốc đó. Vậy nên phải làm cho thật chắc chắn. Xong, còn rất dễ cầm nữa nè. Ôi, con rơi nước cam cho mẹ nè. Hả? Con tạo thêm hoa văn cho tay cầm đấy à? Có chuyện gì vậy hả? Không ạ. Chà, đúng là dễ cầm hơn hẳn. Cảm ơn bé con của mẹ. Phù, mừng quá. Không ngờ ổn đến vậy. Ừ, là trời, cậu ấy thật kìa. Không thể tin nổi. Em lại đến muộn à? Thôi, vào ghế đi em. Cậu ấy ngồi cạnh mình kìa. Mong là hôm nay mình xinh. Cái gì đây? Mũ đầu bếp à? Chào cưng, cậu có khỏe không? Khỏe như voi ấy. Cậu ăn kem không? Tớ không ăn đồ vặt đâu. Wow, cậu ấy tuyệt ghê. Hả? Ôi má ơi, kem chảy lên áo mất tiêu rồi. Xùi dã man con Ngan luôn. Nếu cậu ấy thấy thế, thì thế nào đám cưới của tụi mình cũng toang. Chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ chạy cho xem. Mà cậu ấy là vận động viên nữa, nên phóng nhanh lắm. Vết ố này sẽ phá hủy mọi hẹn ước.
Làm sao mà bắt kịp cậu ấy đây? Đi tòng giấc mơ tuyệt vời rồi. Không. Ôi mẹ ơi, không được để chuyện đó xảy ra đâu. Chắc trong túi phải có cái gì hữu ích chứ nhở? Bút 3D của mình này. Tuyệt, chắc sẽ hiệu quả lắm đây. Ok là vẽ một hình tam giác trước này. Và giờ mình sẽ đưa bút tới lui để lấp đầy hình vẽ. Làm vậy đến tận đỉnh nhá. Được rồi, và giờ mình sẽ kẻ vài đường nghiêng. Ngược lại này, cho chúng nằm chéo nhau nhá. Nhìn được đấy, giờ chuyển qua màu hường. Cùng tô bên trong hình tròn tới vừa vẽ nào. Tới lui, màu sắc này cứ bị xinh xỉu ấy. Thế là xong. Ok, tớ sẽ thêm vài đường ngoằn ngoèo ở bên dưới hình tròn. Và đổi màu một lần nữa, để thêm mấy đường lượn sóng lên cục kem như vậy. Và giờ tiếp tục tô bên trong, bắt đầu thành hình rồi đấy. In như sô-cô-la luôn. Tuyệt, nhìn xinh như kem thật vậy. Mà phải thêm một tí cốm rắc nữa nha. Vài hạt nữa là xong xuôi rồi. Nhìn hết sể con nhà bà Bảy. Và giờ mình sẽ đặt miếng này lên vết bẩn chưa nào. Không biết cậu ấy có thích không ta. Nhìn cậu ấy kìa. Mình lúc nào cũng thấy cô nàng này cute hết. Cậu sao rồi? Cây kem trên áo cậu nhìn xinh thế nhở. Con sói có hàm răng sắc nhọn nhưng lại có trái tim ấm áp. Vì vậy công chúa vuốt lông của nó. Nó nằm xuống trên nàng. Và từ đó về sau họ luôn luôn ở bên nhau. Ôi, con bé ngủ rồi. Đắp chăn cho bé cưng nào. Giờ thì nhẹ nhàng ra khỏi phòng thôi. Ôi không, lớn tiếng quá. Ú, làm ơn đừng thức dậy. Ôi, con bé vẫn ngủ. Ôi sao mình làm gãy búp bê rồi. Nếu biết con bé sẽ buồn lắm. Trời, phải làm sao bây giờ? Ồ, mình có cách rồi. Lại đây búp bê, sửa chữa một chút nào. Đừng làm ta thất vọng nhé búp 3D. Lần này nhất định phải có mày. Mình sẽ vẽ để tạo vảy cá xung quanh, giúp đôi nàng tên cá trông thật hơn. Và đến phần vây ở cuối này. Màu vàng khá là hợp với màu hồng đó chứ. Nhưng mình sẽ dùng nhiều màu cho thật sặc sỡ. Được rồi, hoàn thiện nốt cái vây nào. Một chút màu vàng ở trên nữa. Và xong. Ồ, búp bê dễ thương thực sự luôn. Chắc con bé sẽ thích búp bê này hơn nữa. Nói thật mình cũng khá tự hào với sự khéo tay này. Mình sẽ để đây để con bé thấy khi thức dậy. Ngủ ngon nha. Lại chuồn khỏi phòng thôi. Con giỏi muốn kem cherry. Ai thế này? Mình chả hiểu cái mô tê gì luôn. Đừng có copy bài của tớ. Phải làm gì bây giờ ta? Rồi, để xem nào. Thầy nên gọi ai nhở? Thôi, đừng trốn đằng sau sách nữa em. Lên bảng nào. Sao ạ? Bất công quá đi. Em muốn được trả lời ạ. Ok, thầy đã viết tên chất rồi đấy. Em phải chế tạo ra nó. Bắt đầu với lọ này nhá. Này nhanh lên, đây là phòng thí nghiệm đấy. Bắt đầu đi chứ. Có người gọi thầy, nhưng em cứ làm tiếp đi. Rồi thầy sẽ xem kết quả. Không ngờ, thầy lại bắt mình làm cái trò này. Lấy cái cốc kia đi. Gì ấy, không phải cái đấy. Cái kia cơ mà. Ý là cốc màu đỏ phải không? Học vẫn chả hành. Cái đấy đấy. Khoan, cái lọ nhỏ này á. Tuyệt, ok, tôi biết rồi. Thế nào cũng hay hò lắm cho xem. Chắc mình phải trộn hai cái này với nhau nhở. Gì vậy trời? Sao nổ cái đùng vậy? Cậu ấy tin sái cả cổ luôn. Gì? Toang rồi. Mình làm lủng bàn của thầy mất tiêu. Thầy sẽ thấy rồi mời phụ huynh mình cho xem. Cậu quá đáng lắm luôn. Phải làm gì đây? Mình không muốn bị đuổi học đâu. Khoan, bút 3D của mình này. Ok, chắc mình sửa được mà. May mà mình có mang theo nhựa trắng giống cái bàn. Mình sẽ vẽ mấy đường thẳng dài ngang qua cái lỗ trước. Giờ thì vẽ dọc lại nè mọi người. Nếu mình hoàn thành trước khi thầy trở lại, có lẽ thầy chẳng phát hiện ra cái lỗ đâu. Sắp xong rồi, vài đường nữa thôi à. Ok, hoàn thành. Mình đã vá được chỗ lủng. Đặt cái bình lên trên cho chắc. Mình chỉ cần diễn giả chân lên một tí tẹo thôi. Em vẫn ở đây à? Thôi được rồi, về chỗ đi. Xin lỗi, cho tớ lấy đồ trong tủ của tớ với. Dị thế, đứng ngay đây để học là sao?
chuông reo rồi. Váy mình bị mắc vào tủ rồi á? Kẹt chặt quá, kéo hoài không được, phải giật mạnh mới ra. Rồi lại văng cả váy mất. Tôi không dại mà làm thế. Nó to bự quá. Mà khoan đã, đúng rồi, bút 3D. May mà mình có mang bút này đi học. Mình sẽ vẽ một hình nhỏ đáng yêu xung quanh cả lỗ trên váy. Rồi tô vào bên trong. Phải che hết cái lỗ mới được. Ổn rồi, sang màu khác nào. Và che cả phần này của lỗ nữa. Đó, che được cái lỗ rồi. Thêm chi tiết nào. Tô cả vào đôi tai nhỏ nè. Và đến đôi mắt bé xíu. Không thể quên mũi và miệng. Con cáo này cưng xỉu luôn. Lỗ được che rồi và váy thì siêu dễ thương.